Phật bảo Khánh Hỷ, từ nay về sau ông nên vì bốn chúng mà rộng nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, phân biệt khai thị, phân bổ sắp đặt khiến cho dễ hiểu. Khánh Hỷ nên biết, trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, rộng nói tất cả pháp phần Bồ Đề và các pháp tướng thì vậy, tất cả hữu tình, cầu thanh văn thừa, hữu tình cầu độc giác thừa, hữu tình cầu vô thượng thừa đều nên đối với pháp môn đã nói của bát nhã ba la mật đa sâu xa này, thường siêng tu học, chớ nên chán nản, buông bỏ, nếu được như thế thì mau tự an trụ bậc sở cầu. Lại nữa này Khánh Hỷ, bát nhã ba la mật đa sâu xa là khả năng để ngộ nhập tất cả tướng, tất cả chữ, tất cả pháp môn Đà La Ni, các đại Bồ Tát. Đối với tất cả pháp môn Đà La Ni này đều nên tu học. Nếu Đại Bồ Tát thọ trì pháp môn Đà La Ni như thế, thì mau có thể chứng đắc tất cả biện tài và các sự hiểu biết thông suốt vì vậy này khánh hỷ ta nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy chính là tạng pháp vô tận của tất cả như lai ứng tránh đẳng giác quá khứ vị lai hiện tại này khánh hỷ ta nay nói rõ với ông nếu có người đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa này thọ trì đọc tụng rốt giáo thông đạt như lý tư duy tức là thọ trì quả vị giác ngộ cao tột của chư phật quá khứ vị lai hiện tại này Khánh Hỷ, ta nói bát nhã ba la mật đa sâu xa là đôi chân kiên cố, có khả năng đi đến đạo Bồ Đề, cũng là đại đà la ni của tất cả Phật Pháp vô thượng. Nếu các ông có khả năng thọ trì đà la ni, bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, tức là nắm giữ tất cả Phật Pháp.